Chào anh em miền Tây thân thương của em nha. Trưa nay lên cho anh em một con siêu phẩm nè, nãy em mới rửa xong nè. Con gờ này là con gờ 345 nha, made in Gia Băng. Con này chắc phải nói là hàng lướt của Nhật quá anh em. Quá trời rồi. Con này là G345 AVS nha anh em. Đó, sản xuất năm 1999 nha. 33.4cc là nó 37 ly nha anh em. Nặng 4,2 kg. Con G này dành cho anh em khai thác tầm trung nha. Còn nếu mà anh em cô chú nào sợ gia đình cái dòng G này thì thuộc dạng là đại gia rồi nha. Đó, tại vì con này nó cũng mắc nha. Con này là nó tình trạng nó là nguyên riêng nguyên bản nha. Nó chạy một cây lam 5 tấc đầu nối nha, giải nhiệt luôn. Đó. Cây lam là không có một vết sượng trên cây lam nha. Cây lam đầu khá là đẹp luôn. Anh em dòm sơ rồi. Đó. Mặt bô mà nó chưa có chày luôn á. Còn đen ính luôn á. Không sơn phết lại nha anh em. Made in Gia Băng của Nhật, 37 ly nha. Con này là thuộc hàng siêu quyết. Anh em nào có nhu cầu sở hữu hoặc xài thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại 092 678 4940 nha. Em ở thành phố Vĩnh Long. Đó. Còn anh em nào muốn clip test nổ thì cứ dựng IP em nha. Con này mới là phải nói là siêu mới luôn, không đường nào tả nổi chứ. Đó, đây là cái bao lam riêng theo máy luôn nha anh em, xuất sắc luôn. Lam dài 50 cm, con này vừa chạy vừa xả áp luôn nha anh em, rất là nhẹ giật. Đó, nó có nút xả áp dưới cái tay thắng nha anh em. Đó, vừa chạy vừa xả áp luôn, công dây giật trắng tát. Con này thì còn gì để bàn nữa anh em, vừa mới rửa xong hồi giấc sáng nha, đã ráp hoàn thành rồi. Con này thì nó xài chế quăm rồ nha, chế riêng của Nhật luôn, ít ăn xăng. Dòng G này thì dân miền Tây mình xài nhiều nha, cực kỳ ít ăn xăng mà nó bền vô đổi luôn nha anh em. Tất cả các chi tiết ở đây là em đều chưa đụng tới nha, chỉ rửa sơ qua dầu và nước thôi, rồi test nổ là lục. Nhất riêng nó còn trong bình luôn á nè, trắng bóc luôn, xăng cũng còn riêng luôn. Đây mình mua ba cái dòng hàng tiễn này thì mình lựa cây nào nó chắc cây nấy, giá thành thì nó phải mắc hơn mấy cửa hàng khác nhiều nha anh em. Anh em nào thích chơi đồ vít thì cứ việc kiếm em, chuyên hàng khủng và hàng whip nha, dòng G với dòng hu. Đó. Rồi anh em nào kết con máy này cứ việc nhắn tin cho em nha, nhắn tin Zalo nha. Bây giờ test cho anh em nghe nhẹ một cái đi. Con máy này mới qua mới. Quá trời. Tiếng nổ đó thôi là đã nghiền rồi đó anh em. Cho nó chạy game ti chơi đi, chứ mình nẹt nổ quá thì nhớt nhau nó sẽ làm dơ con máy, nó dòm thấy ghê lắm. Anh em nào cần thì cái việc inbox em test nổ cho anh em xem nha. Không sơn phết nha anh em, không sơn phết, không dặm, không sơn mặt trước luôn nha, tất cả là nguyên riêng của Nhật. Ba cái hàng mà sơn sơn lại dặm thấy gớm lắm. Đó, rồi mua máy này thì em sẽ kèm theo cho anh em là cái bao lam riêng này luôn nè, một cây dũa hút xịn, một cái đồ mở bugi mở ốp lam. Đó, và một hộp nhớt hay thì nha anh em. Anh em nào kết thì cái việc nhắn tin cho em nha.
Rồi, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của em trong thời gian qua nha. Anh em nào thích thì cứ việc cho em một like hoặc một chia sẻ đồ cho có động lực đồ. Em lên cho anh em hàng VIP đồ. Rồi, thank you anh em.